Ở văn phòng chúng em muốn có một món, hai có cái món tự chọn gửi đến hội thi nấu ăn chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập hội nữ Việt, hội phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 năm 2019 á. Cái món của tổ văn phòng chúng em gửi đến đó là món tôm rang muối á. Tôm rang muối hấp nước dừa. Nguyên liệu của chúng em lựa chọn nó là tôm được tôm được nuôi ra, được nuôi theo quy trình của Việt Gáp ạ. Rất là an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong quá trình làm thì chúng em sẽ sơ chế là chúng em theo quy trình an toàn thực phẩm. Chúng em chọn tôm tươi, rửa sạch, rửa bằng muối, sau đó chúng em ướp với nước dừa. Ướp nước dừa xong là chúng em cho vào chúng em rang muối. Và như các chủ yếu là các cô đã, các mẹ đã biết đấy ạ, thì trong tôm này nó rất là có nhiều canxi và rất là tốt cho các thành viên và nhất là cho trẻ nhỏ. Vâng, em xin hết ạ. Thôi được rồi, em hiểu đấy.